khi trong nữ thành Phật có dạy cho và đổi ký cho 3.000 người được thành Phật và 3.000 người được bất khó chịu. Vậy cho con hỏi có phải là ẩn ý là dạy về pháp môn thiền tông hay không? Đúng rồi, khi dòng nữ ra thì cái số lượng đó xong rồi ngưng á. Đó là Phật cũng biết trước là tới cái khoảng đó là cái pháp môn thiền tâm như vậy. Rồi bây giờ mình biết, mình phải tính là cái pháp nguyên hôn thiền tâm là được phổ biến bao nhiêu rồi. Mà nên nhớ là lấy phần trăm ngàn, lấy phần trăm, 100 mới có năng lượng cái nhân đi. Rồi khi nào đủ cái số này thì tất nhiên là xong cái pháp môn thiền tâm là ngưng. Này là cái sự thật chứ không phải là mình mà ta đã dạy dạy ẩn lý thôi. Tại còn con biết giống như Kinh Kim Cang mà Đức Phật có nói khi Như Lai nhập niết bàn 500 năm sau cùng pháp môn thiền tông phải nói trắng ra đó, rồi thành ra không ai biết. Rồi như ông có vị hòa thượng ở Long Thành đó nói là khi Như Lai nhập niết bàn 500 năm sau thì tất nhiên là tính từ Đức Phật là 500, còn quá chữ cùng là 2.500 năm, thêm chữ cùng mà nó sai đổi mấy ngàn năm đó, phải hiểu để nguyên tắc đó. Rồi vậy là kính thưa cháu, kính thưa các chị chùa Thiền Tông, kính thưa các chị có mặt tại chùa Tinh Quang ở Thiền Tông mà đến đây dự lễ hỏi chú Trình chia sẻ cho con và chúng biết trong tấm thân mình hình thành như thế nào, hình thành bằng cách nào? Tôi nói là trong tấm thân là hình thành như thế nào, hình thành bằng cách nào? Chữ trung là trung chuyển, ấm là cái một cái chứa, thân là cái hình thể, mà cái trong tấm thân này á là do là trong cái bản nào có nói rõ đó là do đó là cái tánh người, tánh Phật mượn thân người thì vô sinh cha đỏ mẹ nó kết hợp nó quay, vừa quay đó là cái điện từ âm dương nó quay, nó kéo lại nó quay, điện từ âm dương này nó thì nó khi nó đủ chuẩn rồi nó trở thành là cái tánh người, nó quay nó mới phát ra 16 thứ của tánh người. Mà rồi khi mà tánh người mà nó đủ để mà bảo quản một thân người rồi nó hoạt động, khi thân người nó bị tan rã ra thì nó sẽ quay, nó không bảo quản thân tứ đại nữa mà nó quay để nó bảo vệ cái khối nghiệp mà tánh Phật làm ra và cái tánh Phật hai cái này. Thì cái trung ấm thân này nó là điện từ ấm dương như cái màu trong suốt, vì thế mà khi tư tứ đại mất thì vị thần mới nhìn thấy trong cái trung ấm thân này chứa cái gì đâu đó, tương đương nơi chỗ nào thì vị thần có bổn phận là cái mà thực thi nhân quả mà. Nắm cái này quăng vô chỗ đó, ví dụ trong trung ấm thân này nó hoàn toàn phù hợp với tịnh độ thì dứt vị thần có bổn phận là ném cái trung âm thanh này về cõi trên đầu. À, còn cái lực ông nhờ ông biết mà ông có thành tâm ông ném cái lực như thế nào tới đúng cái vị trí đó nhập vô, giống như mình ở đây bây giờ nó nhận minh rồi đó, thí dụ ta bắn cái súng là mấy ngàn số nó bắn rất đúng, bắn không xê phù ly, mà cái vật cái vật lý mà mình con vậy á hôm chưa người ta có thần thông mà yêu và là phi vật lý, bởi vì mình rơi vào chỗ nào thì vị thần quăng mình vô từ đó. Và cái trung nó thành chuyện, trung là trung chuyển, ấm là cái chứa, thân là cái hình thể, cái đó là chứa cái gì, ví dụ mình vậy chứa là chứa về thần thì ông đẩy mình vô trong đời thần, chứa về việc vị tiên quăng lên cái đời tiên là để độ vì trời gọi nào đó thì quăng vô đi vô. Thế giới này gọi là thế giới nhân quả luân hồi, tạo nhân nào hưởng quả đấy,
mà ai cho mình đi hưởng là ông thần quản tánh Phật của mình. Vô đây không chịu tạo công đức mà hơi ham, ham tạo phước đức thiệt qua mình thôi. Đó, cái là nó đúng là do mình thôi. Mà trong khi đó, mà muốn tạo công đức là phải một vị Phật ra đời. Khi quyền ký công bố ra mới biết là công đức là cái gì. Chứ nếu quyền ký chưa công bố ra không biết công đức là cái gì. Bởi vì thành ra tại sao các chùa ta gọi là cái chiều của công đức, tới cái miễu của công đức, mà cái đình của công đức thì hỏi vậy chứ cái đó là ta không hiểu thì phải chịu thôi. Bây giờ công đức, phước đức, tình ác đức ta nói rõ ràng mà còn không chịu nghe, còn chửi là cái chùa ta chịu nên là về đạo tà. Thì tôi bảo là nếu đạo tà thì cứ mời lại đây, tùy tôi nói thiệt vài bữa nữa tôi sẽ mời ban tôn giáo tỉnh và giáo hội Phật giáo tỉnh lên đây kiểm tra cái chùa này. Tôi làm đơn rồi tôi sẽ gửi. Các anh em cứ phát ra mà đi không sao. Nếu mà cái chùa này đào trời hãy đào tà thì dẹp đi. Còn cái chùa này nếu mà dạy thiền tâm có gốc bổ phước thiết ca đàng hoàng thì nên cho hoạt động theo cái luật tín ngưỡng tôn giáo bây giờ tự do tín ngưỡng. Vì tại sao bây giờ các anh em tu thiền tông, các thiền tông phát ra không cho, mà các nơi trả lời rằng thiền tông trong đạo Phật không có. Vậy chứ rồi rằng nhân tâm tu có gì? Tôi nói nếu mà không có thì cái tổ Bồ Đề Đạt Ma nó dẹp đi, trần nhân tâm dẹp đi thì tu có gì? Tinh hoa đạo Phật là giác ngộ giải thoát không dạy, mà lại dạy cúng ông Phật đâu có, ông Phật đâu có đi đưa đám ma, đưa đám ta đâu. Ông Phật đâu có cúng ngày nào đâu mà giờ người nào cũng cúng. Ông Phật đâu có tụng ngày nào đâu, ông có cầu siêu cầu an hộ niệm ai đâu. Cái tinh hoa đạo Phật thì giác ngộ giải thoát, mà giờ mình chùa thiền tâm nó diệu thì công bố ra về giác ngộ giải thoát mà không ủng hộ mà còn chửi nữa thì hỏi sao cái thời đúng là thật đó. Ông Phật đó rất khó. 100 người chỉ có nhiêu, chỉ có 2 người chịu thôi, còn nhiêu mới là chửi nữa. Thì bây giờ tất cả các anh em là có coi trên mạng Facebook có hoàn toàn nó chửi chùa thiền tâm tới việc này nát luôn. Nhưng mà tôi sẽ làm cái đơn, tôi đề nghị chính quyền là với giáo hội đến kiểm tra cái chùa này có thể là tà đạo, tà đạo về đi. Còn nếu không tà đạo thì cho hoạt động bằng luật pháp, công nhận cái chùa thiền tâm tên diệu để hoạt động đúng theo tôn chỉ của giáo hội. Tất cả đây là tôn chỉ này, chuyên môn và giác ngộ giải thoát cương lĩnh là gì, không mê tín gì đâu. Đây là 2 cái tôn chỉ rõ ràng của chùa thiền tâm. Truyền thiền có các bạn nào mà chứ không phải hỏi cái kia về khắp thế khắp cái nước mình có ai truyền thiền không? Chỉ có nước Ấn Tâm, Tâm Ấn Tâm mà không biết Tâm là cái gì Ấn. Thành ra tôi nói là khi xong cái này là tôi về rồi kỳ sau tôi sẽ đem cái thơ đó tôi đọc cho toàn thể để nghe. Đó tùy anh quen cũng pháp sao pháp. Chứ bây giờ tôi nói thật á, giáo hội đọc trời mời tôi nói mời thì đi, chứ đâu có sao. Nhưng mà nên nhớ là tôi đi không phải một mình tôi đâu. Tôi đi thì có báo chí đi theo, có truyền hình đó theo, có người tôi quan hệ. Nhưng mà mời thì phải trả lời, phải nói, chứ không phải là lợi tới rồi thời hà là tôi đồng ý. Mời tôi là phải có đàng hoàng. Còn nếu mà không cho quay phim không này thì là hoàn toàn tôi đúng dự. Đó bởi vì luật tín ngưỡng tôn giáo đã ra rồi, có hiệu lực. Nay được 10, nay được 20 ngày rồi. Thì các cơ quan nhà nước cũng phải là các phải áp dụng theo luật tôn giáo chứ. Chứ tại sao không áp dụng? Thì tại sao tôi nói là tất cả ở Cà Mau nè, Bình Dương, Cần Thơ, Hoài Bắc xin giúp đề các thiền tông tại sao cho? Mà giáo hội bảo là cái pháp môn này nó không có nằm trong đạo Phật. Tôi hỏi chứ nếu đạo Phật không có gì, tôi có gì? Nó tu tịnh độ rồi hỏi chứ được cúng là của ai đó, tụng là của ai đó, cầu siêu là của ai đó? Ông đạo Phật là giá
nói trắng sự thật mà không thể làm cái chuyện này. Đó, thành phần tôi nói thật là dài bữa đó tôi sẽ gửi đơn. Tuần sau tôi sẽ đến đưa cái đơn về tôi đọc cho tất cả mọi người nghe. Rồi anh cứ hỏi tiếp đi. Dạ, kính thưa chú, khi mình bảo thế giới này mình tạo tất cả tài sản của cải cũng như giống như mình đi Mỹ, mình có visa mình đi, rồi như mình tu thiền tông, mình bỏ hết tài sản cho mình đi, giờ mình đem theo cái gì để mình đi ạ? Ý các bạn hỏi là cái người tu thiền tông đó là còn tài sản ở cái cõi trần gian này còn tài sản á, thì khi mà mình tu thiền tông khi mình chết rồi đó, thì mình bỏ hết tất cả mọi cái gì, tài sản thì là bây giờ con cái chứ tại sao bỏ? Mình lấy bây giờ mình có phước, có mình tiền này mình tạo công đức để mình lấy công đức mình về, còn bao nhiêu mình có con có cháu thì phải để cho nó chứ. Không lẽ mình đem đi đâu? Được nghe lời mình đem vô chùa không? Có đâu, được là có con có cháu phải giao lại cho nó. Còn chuyện mình bây giờ còn sống mình hiểu tạo bằng công đức á, bằng cái nào thì ráng là tạo, mà ráng tạo nó trong sạch. Thà là ít đi, về bệnh là Phật con đi, chứ đừng có hát cho nhiều qua là Phật cha rồi cái công đức đem phù đủ ai thấy đâu. Nó không phát sáng rồi ông Phật, ông Phật không dẫn thì về nữa, nó không có không thấy. Không thấy cái gì hết thì sao vậy? Có nghĩa là phải, mình có cái gì phải sống đấy, có gia đình phải lo cho gia đình, tổ quốc mình lâm nguy thì chi tiền ra để phục vụ mời cho đất nước mình, cứu quốc mình. Chứ đâu phải mình nói vô tục, tôi nói thật là tại làm sao ông Phật có quyền ký rằng về sau có ở trên phương Đông nó có cái quốc gia cái tối là cái cầu tiền bỏ mỏ đấy mất nước. Chứ nếu mà kiểu mà ông Trần Nhân Tông mà tu theo kiểu bỏ mỏ thì mất nước rồi, bây giờ nó còn nữa, thấy không? Chỉ nhờ là cái là tu đúng theo thiền tông mới cứu quốc được. Hồi ông Trần Nhân Tông, chứ hồi xưa nói thiệt mình ở miền Nam còn Trung Quốc ở miền Bắc áp lực ghê lắm. Bạn nên nhớ rằng tất cả những cái gì quy luật vật lý trên trái đất này mạnh được yếu thua, không có ai không có cái pháp luật nào làm ở trên này đâu. Anh mạnh được yếu thua nhưng không có. Bởi vì ngày xưa tại sao mình Nguyễn Hoàng mới di dân giờ đấy, vô dân đấy thì người ta không chịu nổi thì bỏ nó đi thì mình mới có đất. Chứ nếu mà ta nó mạnh được á, còn lâu mới vô được. Cái này tổ tiên mình thì đây là áp dụng theo quy luật mà được yếu thua. Trong có cái ở trên cái đất này không có ai xử ai được hết, mà luật pháp để răn đe những cái người mà yếu muốn vía thôi, chứ người không yếu muốn vía không răn đe. Bây giờ thì vô luật pháp rồi đấy, có nhiều nước này nó chiếm nước kia đấy, có ai xử nó đâu? Yếu nó thua con ráng vậy, đó là luật pháp. Còn mình cũng vậy, mình có gia đình phải lo cho gia đình mình, có tổ quốc mình phải lo cho tổ quốc mình, phải làm sao? Đừng có mê muội mà tin đủ chuyện. Gia đình mình lo cái đi xuống lên núi này lại, lên núi kia lại ai đấy? Núi là thần ở. Bảo thành thì cái nhiệm vụ một vậy thôi, chứ ông đâu có làm hơn gì được. Nhiệm vụ của ông thần nó có bốn giai cấp: thần chủ thế giới chuyên môn cái chuyện của ông, thần chủ quốc gia cũng vậy, thần chủ vụ cũng vậy, thần tự hành là nhiệm vụ không phải là ông bảo qua là thần thành là thực thi nhân quả từng người một. Cái chuyện đó nó đi sâu lắm, cái đó nếu mà muốn giảm là phải giảm chi tiết riêng, nó rất dài dòng nha. Thì bây giờ anh hỏi vậy chứ có tiền mình chết rồi thì để lại cho con di chúc lại cho nó, muốn cho được cái dành kêu bằng đừng có dành lộn phải di chúc đàng hoàng, có 10 lượng vàng 5 đứa con đứa 2 lượng chứ để đâu mấy cái thằng anh đó, nó dành á nha, thằng em nó lên thiệt cho nó cho mình, chứ đừng lập tiền tâm là thực tế không có chuyện mơ hồ, không có kêu, không có, bởi vì thiền tâm là cắt, không có cầu xin lại được ai hết, phải tự mình. Đức Phật nói là tự mình thắp nút lên mà đi, chứ không phải tự mình đi cầu xin lại được người khác. Rồi, anh đã thỏa mãn câu hỏi không? Thỏa mãn thì câu hỏi. Còn có ý kiến thứ ba cái này á,
Dạ. Dạ, cái câu vừa rồi là anh Quang hỏi ý như gì mà chú anh Quang nói không rõ. Là ý Quang cũng hỏi là cái tánh Phật mà từ trên Phật giới mà xuống đây mượn thân con người để tạo công đức để trở về quê á chú. Là coi như khi mình xuống đây thì mình tạo ra nhà cửa, đất đai, ruộng vườn hay là gì đó, rồi mình mua những đồ, coi như mình để trong nhà, trong cửa cũng như vàng dòng tiền bạc. Rồi anh Quang mới hỏi là khi muốn đi du lịch, là coi như khi mình đi du lịch thì mình phải mang cái gì theo và đem cái gì đi. Mà đi du lịch rồi đâu có ở đó, cũng phải về quê á chú. Ý Quang nói vậy rồi, khi bây giờ mình mất cái thân này á chú, thì mình đã có quê xưa rồi, mình muốn về thì mình mang cái gì đi và đem cái gì theo. Cái câu hỏi này nó đúng ra, nó ghép lại nó sai, sai câu hỏi rất nhiều. Có nghĩa là nói đừng có nói tánh Phật từ đâu rớt rớt xuống có chuyện đó. Biết cái quạt cái bản đồ là tam giới á, Đức Phật ở ngoài cái tam giới mới chui vô đây, vào dòng tộc để mượn thân người tạo công đức. Vào dòng tộc thì đương nhiên là dòng tộc đồng ý. Khi nào mà Đinh Đan nổ đời mẹ mà nó kết đó thì vị thần mới quăng cái tánh Phật vô, ném luôn tánh Phật vô nó mới. Vừa ném vô là cái sức quay của vật lý nó cuốn luôn. Cái sức quay đó là do điện đường dương, cái đó là cái tánh đến người đó. Còn ở trong này mình tạo nghiệp rồi, bây giờ nói ví dụ giờ mình tạo nghiệp ở lên cõi trời, lên sẽ hết thâu về. Nghiệp lên đó hết là thâu vô quá, vô quê rồi, vô không có trật, vô đem cái về được. Bởi vì tại sao ví dụ mình đủ mà thì sống là 10.000 năm mà anh chạy có 90% thì anh sống 90 năm thôi. Đó thì đem về mang bởi vậy mới trở về trên địa cái dòng tóc lại. Và tôi ông trưởng dòng tộc hỏi vậy chứ ông bữa 10.000 năm rồi bây giờ được cái gì chứ, được bao nhiêu tới Phật không? Chưa hỏi sao vậy? Nó gặp phép thầy lừa tôi đó. Lừa ông được phát lên đến mà nó ông tạo công đức, tôi xin tạo công đức mà ông đưa phúc đức tôi mà ông không biết phúc đức cái gì, không biết là gì. Thì lên thì mới trở lại, lên để xài hết cái phúc đức rồi trở lại dòng tập mới đầu thâu giờ thâu cho mượn tiếp nhau vô bắt đầu tạo nhân quả tiếp. Có nghĩa là cái nhân quả kiếp đời này xong rồi giải thoát, nhưng mà cái ác đức đó nó vẫn còn luôn, cái luôn cái ác đức hoặc là cái gì đó khi nó muốn tan cái này nó phải trở về trung tâm vận hành luân hồi nó mới tan được. Còn nếu nó chưa vào trung tâm vận hành được, còn nếu mà anh mà ác đức anh vô cái chỗ mà ác đức sẽ xóa hết hồn, giống như ở đây mình ở tù kêu anh 10 năm ở hết 10 năm ra là hết thành hết tù rồi, không gì đi du lịch vậy. Đi nước nào mới xài hết tiền về rồi túi trong bóc về bắt đầu làm đi, mượn thân người làm đi, phải hiểu cái nguyên tắc đó. Gọi là ngoài Phật giới vào đây chứ không phải được tại hỏi đó, trên rớt xuống không có trên nào rồi đó. Từ Phật giới vào vô đây bị quy luân hồi theo cái tam giới này, khi nào muốn về Phật giới phải tìm cách ra khỏi cái tam giới này nè thì mới giải thoát được. Nhưng trong tam giới này thì có mong mà cầu xin ai á, có lại ai cũng quay như giống như mình á, ai cũng quay như mình á, không ai khác mình đâu. Dù ông nào cũng là bị quay trong nhân quả hết, chứ có ông nào khác mình đâu. Thành ra cái thiền tâm nó chỉ đoạn có chỗ này nè, không được. Trên đất này có cầu xin ai hết á, nếu cầu xin là bị người ta lừa mình. Bây giờ ai có coi cái chuyện của Trần Nhân Tông không? Trong ông đó ông cầu gì đó để về nước cõi nào đó, rồi mấy bữa sau ông tự nói ba mẹ mẹ ở dưới địa ngục rồi mới đi thương thiện nhau. Nó có cái chuyện này, nó là bị người ta lừa. Ở thiền tông ra đời là nó phá cái tất cả tông tà tạm tà gì là sai, không nói đúng sự thật được, gọi là tông tà. Bởi vì nếu mà thiền tông ra đời là căn cứ vào trong cái tam giới và coi trong tam giới mình sẽ biết rồi trong cái trái đất này cái quy luật như thế nào là nói cho rõ.
mà giờ nắm căn bản ở trong cái đất này mình cầu xin cái gì là không được, mình lại ai cũng được. Còn thần là thực thi nhân quả, cứ mà làm cái gì mà phần rồi ông nhìn đó, ông quan trung ông thân mình đi đến cái chỗ mình gây, thấy không? Chứ phải hiểu cái nguyên tắc này. Bởi vậy thành tu thiền tâm không hiểu được căn bản thì hiểu sai. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa chú, do đời thượng nặng pháp là trái đất mình bị bệnh do đời rồi gây ra, mà giới mức độ nào có thể nào với ông Nam Mỹ ở Bắc Việt Nam thì có còn không, hay là như thế nào, là bệnh như thế nào đó, rồi chú xin giải thích cho cháu rõ. Trên bất cái tuổi thọ đó, đó là người chỉ năm có bệnh nên là do con người. Để trong cái quyển nào tôi có nói là nó thứ nhất là nó không tài nguyên trong cái lòng đất, tôi có nói là cái đất sống được có là nhờ cái mặt nguồn ở trong đó mà rút dầu, đó là cái máu của đất. Mình con người mình chịu nổi thì sao, thì mình thiếu máu mình chết, cái đất nó thiếu máu nó cũng chết. Nó chết đây là nó quy là tâm mà thầy đạo thật. Ông thần quản lý này cực khổ lắm, ông mới chỉnh lại. Mà khi nào chỉnh hết sức, thần vẫn ông thần vẫn quản lý cái đất này giống như bác sĩ. Thấy gần chết chích thuốc, chẳng hồi sinh được thôi. Nhưng mà tới cái mức của nó. Còn bây giờ cái đất nó bị bệnh là nó do cái nguyên do này. Đây là cái quy luật nhân quả luân hồi của nó. Bây giờ tại sao ngày xưa đó cái đất nó không ô nhiễm? Là vì nó không có thải cái khói bụi ra. Bây giờ thải khói bụi rớt đến một mức nào mà sống ở đâu mà cuộc sống mà ô nhiễm thì con người tự động chết. Đó là thứ hai. Con người chết thì cây cỏ qua lá nó chết theo. Còn cái nguyên tắc thứ hai nữa là con người đánh nhau sử dụng bom này bom kia đánh để cho cái đất này nó quy là tâm mà đến một mức nó quay không đúng thì tâm thì nó rã, thì lúc đó mà ông thần nó bó tay rồi đó. Thế ông gọi trời tứ thiên dương mà bó tay rồi đó thì cái đất nó phải đi theo vui được tuổi thọ giống như mình đây sống. Còn nhỏ bệnh thì chích được và tới đầu năm tầm tuổi là không bệnh là không chích hết được rồi cho đi luôn. Chứ làm sao bây giờ nó già tuổi thọ đó nó cũng đi theo quy luật già này. Một mình thì 100 năm chứ thằng đến nó 10 tỷ năm nó cũng thời gian. Cõi trời vô sắc thì 100.000 năm, tịnh độ 10.000 năm, cõi cõi một chục giới thì 1.000 năm. Đó cái quy luật nhân quả đó nó quay theo cái chu kỳ của nó. Cái này rất khoa học chứ không phải là ấy đâu. Thì bây giờ mình thấy này, bây giờ Phật Thích Ca nói là cứ 10.000 năm nó sẽ sinh diệt một lần cho mình thấy. Bây giờ tôi nói thật là cả cái đất này là chế vô tương sau cùng đập đầu với nhau. Cái thằng đập nó chết thì mình ở con mình cũng chết theo đó, chứ sao số hợp. Nó không phải đi theo cái quy luật.